Dạ em chào quý cô chú anh chị, ngày hôm nay ngày 18 tháng 6 dương lịch thì em quay lại một số cái cây tứ quý ghép. Em cắt đôn vào cái giai đoạn giữa năm rồi luôn nha quý cô chú anh chị. Để em quay cái quá trình nó phát triển cho quý cô chú anh chị xem thì những cái cây này nó có khả năng chơi tết được hay không. Thì do đặc thù mấy cây này ghép lỡ cỡ giữa năm nha quý cô chú anh chị, thành ra mình cắt đôn thì nó hơi trễ. Về cái phần này á, là nó có hai cái khả năng xảy ra. Một á, là có bông chơi tết, có bông chơi tết rồi bông đạt nha quý cô chú anh chị, chứ em không có nói trường hợp mà vài bông lẻ tẻ. Hai là có khả năng nó cũng không có bông đạt nha quý cô chú anh chị, có bông nhưng mà không có đạt, đạt theo kiểu nhà vườn đi cho thuê đó. Còn có bông thì dĩ nhiên là sẽ có rồi, cái đó là dĩ nhiên. Thì đây là cái quá trình làm của bên nhà vườn đối với những cái cây mà nó hơi lỡ cỡ về cái thời gian ghép và cái thời gian cắt đôn. Em quay lại cho quý cô chú anh chị xem ngày 18 tháng 6 dương lịch. Rồi vài bữa nó lên xanh xanh á, thì em sẽ quay và em báo cái thời gian cho quý cô chú anh chị mình tham khảo. Bốn cái cây này là tứ quý ghép giảo siêu bông Sài Gòn hết. Đây còn một cây cũng tứ quý ghép giảo siêu bông Sài Gòn luôn. Cắt đôn theo cái diện là cắt đôn nhẹ thôi nha quý cô chú anh chị, chứ không có cắt nhiều. Ngày 18 tháng 6 cắt đôn nhẹ thôi, đáng lẽ mình phải thúc sâu vô thì mốt cái xương nó mới đẹp nha quý cô chú anh chị. Mà cái này thì làm để mà ăn tết ra thúc nhẹ thôi. Thì ở đây em chia sẻ cụ thể cái quá trình nên em ơi. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7, xem lại những cái cây mà vừa rồi nó được như thế nào. Cái này hên quá không bỏ chi nào nha anh em. Đây chung là đều hết rồi anh em ơi. Tết hay không á, thì câu chuyện còn khoảng chừng một tháng nữa mới biết được hay không nha anh em. Biết được là có chơi tết được hay không. Thì cây này cũng im nè anh em, hên là cũng không có bỏ chi nào cả. Rồi cái này ép chậu siêu mỏng luôn anh em ơi. Đây ép chậu siêu mỏng luôn, này trồng rau thơm luôn nè anh em, trồng luôn nha anh em, trồng ăn luôn á. Tại vì cái phần đất bên kia là không, nó không có rễ nha anh em. Cái này là tính là đắp tiêu cảnh nè, ở kia là cái phần đá ấy tiêu cảnh á, thì phần nó không có rễ trồng cây nè anh em ơi. Hên xui nha anh em, không biết kịp tết hay không. Đó ba cây, cây thứ tư nè anh em ơi, cũng vậy luôn nha anh em, không bỏ chi nào cả, hên quá. Tính là sợ bị ngập nước á, mưa chưa vô bất kỳ các loại phân nào nha anh em. Thuốc thì có bộ chỉ và thuốc nấm, xịt qua rồi xịt cả giường, xịt qua hai lần rồi nha anh em. Mưa quá. Đây ok hết nha anh em. Ngày 8 tháng 7 cây này thì nó hơi chậm hơn nha anh em, chậm hơn nhưng mà nó cũng không có bỏ nha anh em. Tại vì nói chung là em kiểm tra rồi, không có bỏ chi nào, lên đủ đúng hết. Lá sinh dờn nha anh em. Nè, cái này là cái triệu chứng của thuốc nấm nha anh em. Còn anh em là mình thấy cái giống vậy mà có xịt nấm đó, thì cái thuốc nấm đó, gọi là nó cháy cái lá nha anh em, lá non đó. Nhưng bây giờ không xịt cũng không được. Thì mấy cây thì 5 cây lá non, nhưng mà chỉ bị dính một cây này, nó bị dính một lá này thôi, không có bị nhiều. Ở đây nó có cái nụ xanh nè. Thì em báo cáo tình hình cho anh em mình vậy nha anh em. Khoảng chừng 10 ngày nữa em quay tiếp. Tiếp tục cập nhật tình hình ngày 14 tháng 7 dương lịch thì những cái cây mai cắt đôn đã lên được như thế này. Thì triển vọng mà tết năm 2025 mình chơi được rất là cao nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây thứ ba đây. Toàn bộ đều là tứ quý ghép giảo siêu bông Sài Gòn nha quý cô chú anh chị. Mấy cái giống khác thì không có tự tin lắm, nhưng mà cái giống giảo siêu bông Sài Gòn thì rất là có khả năng tỷ lệ mà chơi tết được không phải 4/5 cây lít. Theo em nghĩ là như vậy thôi, thì cũng còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Đây là cây thứ tư và cây thứ năm ở đây, thì nó không có nằm chung với nhau đó thì cũng hơi khó nha quý cô chú anh chị. Thì cây này nó hơi chậm hơn, cây này đôn thì hút thì nó hơi sâu. Đây. Rất là mừng nha quý cô chú anh chị. Thì thực sự bên nhà vườn làm thì cũng có nhiều khi nó sai sót, nhưng mà
cũng rất là hên, và năm cây này không có bị vấn đề gì và khả năng cao là chơi được Tết năm 2025. Rồi ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 dương lịch là ngày cuối cùng em quay cái mấy cái cây này trong cái series clip này nha quý cô chú anh chị. Thì cây số 1, cái vàng này thì tới quý ghép siêu bông Sài Gòn hết. Ok nha quý cô chú anh chị, cũng hên. Rồi cây số 2, ok luôn, chả có vấn đề gì. Rồi cây số 3, rồi nhắc lại lần nữa mấy cái rau này là trồng nha quý cô chú anh chị, chứ không phải làm biến làm cỏ. Cái phần đó là cái phần ở bên phần tiểu cảnh đó, nó không có cái này là chỗ van nhưng mà trồng dịch chừng bên thôi, thì bên kia là để giữ lại cho đất nó không có trôi khi mà mình tưới. Cây thứ ba nè, rồi cây thứ tư, cây này lục lực dữ lắm. Rồi cây thứ năm, rồi báo cáo quý cô chú anh chị là cái tình hình của những cái cây này từ đầu video đến giờ là quá trình của nó trong cái khoảng thời gian từ lúc đôn cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2024 thì nó có cái tình trạng như vậy. Và bây giờ thì em chia sẻ một số cái chăm sóc trong cái trường hợp mà quý cô chú anh chị năm sau đó mà mình có làm những cái cây như thế này thì mình có thể tham khảo cái cách chăm sóc cho nó. Quay cái khung bên đây cho nó đỡ nắng nha quý cô chú anh chị. Quay khung bên kia nó nắng quá, nó đứng cái máy. Thì em chia sẻ chăm sóc những cái cây mai từ hồi đầu clip đến giờ cho quý cô chú anh chị mình hiểu và mình có thể mình tham khảo mà áp dụng vào năm sau. Ví dụ như có những cái cây mình cần cắt đôn vào giữa năm thì mình biết là cái cách mà mình chăm sóc. Đầu tiên là những cái cây của mình phải sung nha quý cô chú anh chị. Ví dụ như cái cây mà mình hơi yếu quá thì thôi, mình không có cắt đôn, để mình nuôi luôn. Tại vì mỗi lần cắt đôn là mỗi lần mà cũng hồi hộp cũng rung. Như cái phần trước em có nói là nhiều khi nó bị bổ chi, họ bị vấn đề gì đó hoặc là bị suy luôn thì cũng rất có khả năng xảy ra. Do đó thì mình lựa chọn những cây sung mình làm thôi. Rồi cái thứ hai là cái vấn đề canh nước cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì khi cắt đôn vào cái thời điểm đó là cái thời điểm mưa rất là nhiều, rất là dễ xảy ra cái tình trạng dư nước. Nếu mà mình cắt đôn thì đâu còn lá đó đâu, rất là dễ xảy ra tình trạng dư nước. Cho đó thì cái phần nước nó rất là quan trọng, và quý cô chú anh chị mình thì nên nghiên cứu kỹ về cái việc mà canh nước. Có thể là mình che hoặc là mình để ở dưới mái hiên thoáng gió, có nắng nhẹ cũng được, còn không thì không có nắng cũng được, và đợi cho nó phục hồi xong cơ bản ra những cái cơ tuột đều rồi có thể mình đem ra nắng. Hoặc là mình che cái mặt chậu để không có dính nước mưa, tránh cái trường hợp dư nước. Rồi cái thứ ba đó là cắt đôn không quá sâu. Mình không thể nào cắt đôn quá sâu rồi mình có hy vọng để mình chơi Tết nha quý chú anh chị. Tại vì cắt đôn quá sâu thì cái thời gian phục hồi của nó sẽ chậm hơn những cái cây mai bình thường. Rồi cái quá trình mà phân bón và dưỡng rễ cho những cái cây đó thì quý cô chú anh chị có thể tham khảo theo cái lịch này. Mang tính tham khảo thôi. Tại vì nhiều khi mình có thể mình hiểu cái cây hơn. Tại vì những cái cây đó là những cái cây gọi là từng chậu sống khỏe rồi nha quý cô chú anh chị. Chẳng qua là mình cắt đôn giữa năm để mình ăn gian rồi mình có thể mình chơi Tết được thôi. Thì đầu tiên là ngay sau khi cắt đôn á, ngay sau khi cắt đôn thì mình nên sử dụng dưỡng rễ cho cái cây. Nếu mà cảm thấy cái cây sung khỏe thì có thể sử dụng kèm theo kích rễ. Ở đây thì hai cái combo em để trên màn hình. Rồi khoảng chừng 15 ngày là ít, tốt nhất là khoảng 20 đến 25 ngày sau thì mình sử dụng thêm một lần dưỡng rễ nữa, không có cần sử dụng kích rễ. Như vậy là ổn. Rồi sau khi mà cái cây mai đã xanh lá, đã phun tàn thì có thể mình chấp nhẹ hữu cơ. Và đến cái thời điểm này thì có thể mình sử dụng NPK 30-10-10 để mà mình lụm thêm một hai cây nữa, hai may mắn hai cây, còn không đi một cây nữa. Và sau đó thì mình tiến hành làm bông làm nút bình thường, nó chỉ đơn giản vậy thôi nha quý cô chú anh chị về cái vấn đề phân. Còn về vấn đề thuốc thì số 1 vẫn là bổ chỉ. Mùa mưa thì mình cứ nghĩ đến nấm chất trồng và nấm trên lá thì sử dụng Gidominggon thôi. Ngoài ra thì cũng có thể mình sử dụng cái thằng những cái thằng thuốc mà để phòng ngừa nhện đỏ. Tuy nhiên thì lá non thì nhện đỏ nó ít nha quý cô chú anh chị. Cái nhện đỏ thì nó đặc biệt, nó ngược, tương đối là ngược với lại cái bồ chỉ. Tại vì nó chỉ khoái những cái lá già thôi. Thì cũng có thể mình tham khảo phần
thuốc nhện đỏ để mình phòng ngừa thì tốt hơn là để nó bị rồi nó rất là phiền. Rồi đối với cái trường hợp là những cái cây đó là có chơi tết được hay không thì chơi tết được, nhưng mà nó gọi là sao ta, gọi là có chỉ khoảng chừng 30-50% so với những cây mai bình thường. Tại vì cái cơ tàn, cái tàn của nó có số lượng nó không thể nào nhiều được như những cái cây mà mình cắt đô mình xử lý từ đầu năm nha quý cô chú anh chị. Tất nhiên là xài thì bông thì cũng cơ bản, và khi mình tiến hành mình làm bông mình làm nút á, mình không nên sử dụng những cái loại NPK hoặc là những cái kích thích nào đó mà làm bông làm nút mà cái độ đậm của nó, độ mạnh của nó nhiều, ví dụ NPK 630-30. Mình nên đi theo cái kiểu là thuận theo tự nhiên, có nhiêu chơi nhiêu. Có nghĩa là có thể là mình sử dụng 30-10 như giống hồi nãy em nói đó, sau đó thì xài DB, sau đó thì xài NPK 3 số đều nhau, ví dụ như 17-17-17, 20-20-20, vậy là được rồi nha quý cô chú anh chị. Không có cần phải thúc 630-30, tết có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, chắc chắn là sẽ có bông. Đối với cái dòng tứ quý ghép giảo siêu bông Sài Gòn, như năm cái cây mà ở đầu video em có quay đó, chắc chắn là sẽ có bông, ít hay nhiều thì cũng do phần anh xui, nhưng mà chắc chắn thì quý cô chú anh chị mình sẽ có thể chơi được những cái cây mai đó vào cái dịp tết. Em cảm ơn quý cô chú anh chị, và nếu được thì đăng ký kênh ủng hộ em. Cái video này quay nó hơi dài, quay cái khoảng thời gian nó tháng này qua tháng nọ thì nhiều khi nó cũng mất thời gian. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy nó phù hợp thì đăng ký kênh ủng hộ em.